A Luân Audio xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác. Và đây là chuyến hàng đi sớm nhất trong buổi sáng hôm nay, thứ 6 ngày 14 tháng 2 năm 2020. Và những đôi loa này em sẽ gửi xe khách để các bác có thể nhận được sớm hơn. Và trước màn nhỏ toàn thể các bác, em xin được giới thiệu đó là những đôi loa hỏa tiễn Bát 40, dòng 3 đường tiếng, sử dụng một loa chung và một loa tép. Em sẽ gửi một đôi đầu tiên cho bác khách hàng có địa chỉ tại thành phố Hải Phòng. Đây ạ, đó là bác Đàn nhá. Và đây là buổi sáng sớm ngày thứ 6. Đây, em sẽ gửi về bến xe Thượng Lý của thành phố Hải Phòng. Và em sẽ gửi hai đôi nữa các bạn, hai đôi nữa về bến xe Phùng Trôi ở Sơn Tây Hà Nội đấy các bạn ạ, cho bác khách hàng, bác lấy hai đôi liền. Và bác ấy đã tin tưởng chuyển hết tiền. Các bác thân mến nhá, với những tuyến xe khách xe đến luôn thân thể các bác. Đây là một đôi đi Hải Phòng. Và tí nữa vào lúc 7:40 em sẽ gửi một đôi nữa. Em sẽ gửi một đôi nữa đi về bến xe Yên Nghĩa các bác nhá. Bến xe Liệm Nghĩa của thành phố Hải Phòng. Đây là bến xe Thượng Lý các bác nhá. Bến xe Thượng Lý thì em gửi lúc 6:00 sáng. Còn bến xe Liệm Nghĩa thì em gửi vào 7:40. Như em đã giới thiệu về các tuyến xe và cái giờ xe chạy là toàn thể các bác tìm hiểu rồi. Đấy, còn hai đôi này nữa. Vậy là em đã lên được hai đôi đầu tiên nhá. Sáng sớm, chiều tối ngày hôm qua hàng về đến nhà. Và sáng sớm là em cho hai đôi đi Hà Nội, một đôi đi Hải Phòng. Và tầm khoảng 2:00 đồng hồ nữa em sẽ gửi một đôi nữa đi về Hải Phòng tiếp. Vậy là số lượng của nó thì nó đang dần dần hết thôi để các bác vừa gửi bưu điện vừa gửi xe khách. Thì những đôi loa này em đã giới thiệu rồi, nó rất là đẹp, tiếng nó hay và chất lượng của nó thì như các bác đã nghe và cảm nhận, tiếng rất là tốt. Và giá thành của nó thì lại hợp lý, 12.600.000 đồng một đôi. Đó, hai đôi này thì bác ở Đan Phượng Hà Nội sẽ chờ một chút nữa em sẽ gửi xe khác, bởi vì Hải Phòng gửi một xe, Hà Nội gửi một xe các bác nhá. Và các bác nào mà chuyển tiền rồi nữa em sẽ ghi là khách trả cước các bác nhá, hai đôi liền. Em đã test rất là kỹ rồi, đã có bài test trong buổi tối ngày hôm qua, em đã test rất là kỹ để toàn thể các bác có thể nghe và cảm nhận rồi. Vậy là như em đã test và giới thiệu, đó là một đôi đi Thanh Hóa, một đôi đi Hải Phòng và hai đôi này đi Hà Nội các bác nhá. Em sẽ làm từng video một để các bác có thể xem và tham khảo. Và em xin gửi lời chào toàn thể các bác nhá. Em sẽ chờ một chút nữa là sẽ có xe đi Đan Phượng Hà Nội qua đây, em sẽ gửi cho các bác. Đó là bác khách hàng có địa chỉ tại bến xe Phùng ạ. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Ở đây các bác thấy không khí buổi sáng bình minh tại khu dân cư Trụ Thượng các bác, phường Đồng Nạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương các bác nhé. Đây là làng quê của em cho toàn thể các bác, rất là yên bình. Các bác nhìn thấy đối diện kia là cổng làng văn hóa khu dân cư. Đấy, ở bên cạnh hai quán nước. Và nếu như các bác nhìn hướng cầu Bình nhá, thì nhà em cách cầu Bình tầm khoảng 500m thôi các bác nhá. Đi từ Lam Sách sang là đi qua cầu Bình, còn đi từ Sau Đỏ xuống là chưa qua cầu Bình các bác nhá. Đấy, em xin chào tất cả các bác nhá. Cảm ơn các bác một lần nữa ạ.